Và theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương thì trong 8 tháng qua thì xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt được con số là 4,5 triệu tấn và đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tức là đã tăng 0,3% về khối lượng, thế nhưng cũng đã giảm 14,9% về giá trị so với cùng kỳ của năm trước đó là năm 2018. Vâng, và trong đó thì cũng đáng chú ý đó là khối lượng gạo xuất sang Trung Quốc là đạt 347.000 tấn, tương đương với 174 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,6% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và sụt giảm tới 68% về lượng và 67% về giá trị so với cùng kỳ của năm 2018. Vâng, có thể thấy gạo là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với lượng gạo xuất khẩu dao động từ 4,9 đến 7,7 triệu tấn mỗi năm. Giá trị xuất khẩu bình quân thì đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ một năm và đạt kỷ lục là 3,08 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, năm 2018. Thế nhưng với những số liệu đáng quan ngại trên, nhất là từ thị trường Trung Quốc, thì chắc chắn ngành lúa gạo của Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Nguyên nhân được chỉ ra là do Trung Quốc đã áp dụng nhiều rào cản kể từ đầu năm 2018 đối với mặt hàng gạo của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc đã tăng thuế nhập khẩu gạo nếp từ 5% lên 50% và kiểm soát chặt nhập khẩu gạo tấm. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm đang ngày càng được chính phủ Trung Quốc quy định chặt chẽ và khắt khe. Đặc biệt, đối với các sản phẩm lương thực, thực phẩm nhập khẩu, trong đó có gạo, việc truy xuất nguồn gốc tận nơi sản xuất của nước xuất khẩu là một trong những biện pháp chính phủ Trung Quốc áp dụng, không chỉ đối với thương nhân xuất khẩu Việt Nam mà với nhiều nước khác. Tiếp đến là lượng gạo tồn kho từ các niên vụ trước còn khá lớn. Điển hình như Trung Quốc hiện nay đang tồn kho khoảng 116 triệu tấn gạo. Từ một nước nhập khẩu gạo, Trung Quốc hiện nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn, có khả năng thay thế vị trí của Mỹ. Bên cạnh bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì xuất khẩu hàng hóa đã đi được 3/4 chặng đường, song những kết quả đạt được không mấy khả quan khi mà tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ của năm trước và đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn ở quý cuối của năm nay. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt là 194 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. Con số này thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hơn 15% của năm 2018 so với năm trước đó, 2017. Vâng, và đáng chú ý đó chính là sự sụt giảm của nhóm hàng nông thủy sản. Số liệu mà Tổng cục Thống kê dẫn ra thì cho thấy là do giá xuất khẩu bình quân của nhiều mặt hàng nông sản đã giảm so với cùng kỳ của năm trước, nên hầu hết các mặt hàng nông thủy sản 9 tháng đều đã có sự giảm sút. Điển hình có thể kể đến như thủy sản đạt 6,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,7%. Rau quả đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,6%. Gạo đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,7%. Thấp nhất là mặt hàng cà phê đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 20,7%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường giảm, đặc biệt là thị trường Trung Quốc ước giảm 8%, EU ước giảm 6,5%. Còn theo Bộ Công Thương, do ngày càng có nhiều nước tham gia cung ứng nông sản, trong khi một số khác lại đẩy mạnh sản xuất để giảm dần nhập khẩu nông sản, dẫn đến cả lượng và giá hàng hóa nông sản, thủy sản đều giảm. Trong khi các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều gia tăng bảo hộ hàng hóa nông sản nước họ thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Do vậy, dự báo trong quý 4, xuất khẩu nông sản sẽ khó có thể đạt mức tăng trưởng cao như những năm trước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3 năm 2002, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã ra Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Nghị quyết 13 được coi như một hướng đi mới cho kinh tế tập thể của lĩnh vực phi nông nghiệp trong thời kỳ mới, hội nhập và phát triển đất nước. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, kinh tế tập thể đã có nhiều những chuyển biến, loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả và góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Tính đến hết tháng 6 vừa qua, cả nước có 8.777 hợp tác xã phi nông nghiệp, gấp hơn 2 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số hợp tác xã cả nước. Trong đó có gần 2.000 hợp tác xã thương mại, dịch vụ, gần 1.400 hợp tác xã vận tải, 894 hợp tác xã xây dựng, 521 hợp tác xã môi trường, 136 hợp tác xã điện và khoảng 1.500 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khác. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Nghị quyết Trung ương,
Kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã góp phần tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị cơ sở trên địa bàn cả nước, vùng kinh tế và các địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã phi nông nghiệp nói riêng vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội, chưa đủ sức đảm nhận tốt vai trò cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế xã hội, định hướng xã hội chủ nghĩa. Và tiếp tục với một vấn đề khác, thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tại thủ đô Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và các bộ ngành của Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình kỹ năng đặc định. Và theo đó thì hàng ngàn lao động có chất lượng cao của Việt Nam sẽ có cơ hội được làm việc tại đất nước Nhật Bản trong các lĩnh vực như là xây dựng, nông nghiệp, thực phẩm, du lịch và nhà hàng khách sạn cũng như cơ khí điện tử. Việt Nam hiện là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, với trên 250.000 thực tập sinh sang tu nghiệp và làm việc tại nước này. Nhằm tạo thuận lợi cho việc phái cử, tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định, loại trừ các trung gian xấu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và 4 bộ ngành Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác để thực hiện chương trình lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại nước này. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tuyên truyền để người lao động tiếp cận thông tin, lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm các hợp đồng có các điều kiện đãi ngộ tốt. Bước đầu, hai bên cụ thể hóa bằng ký kết việc tiếp nhận lao động trong ngành dịch vụ lưu trú và khách sạn. Phú Yên không còn tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Thông tin này vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đưa ra sau thời gian dài tích cực tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm 2019 đến nay, các ngành chức năng Phú Yên đã tiến hành kiểm soát gần 6.000 lượt tàu cá xuất cảng và gần 8.000 tàu cá nhập cảng, thực hiện việc xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho 43 hồ sơ với khoảng 1.245 tấn hải sản các loại. Đến nay, 48% tàu cá của Phú Yên có chiều dài 15 mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình, đồng thời thực hiện đầy đủ việc khai báo sản lượng đánh bắt và tuân thủ các quy định về ghi nhật ký khai thác. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, không có tàu cá Phú Yên vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Những tàu cá Phú Yên vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài trong năm 2018 tới tháng 9 năm nay cũng đã về nước và tuân thủ nghiêm các quy định khai thác thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Cạn là địa phương thuộc khu vực Trung Du miền núi phía Bắc với 70% lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đời sống của người dân nơi đây thì còn gặp rất nhiều những sự khó khăn. Và những năm gần đây thì thông qua nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân thì người dân đã chuyển đổi nhận thức trong canh tác. Nhiều mô hình sản xuất cũng đã hình thành và bước đầu cho hiệu quả kinh tế, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là 2 hecta cam, quýt được gia đình anh Tô trồng 2 năm nay và chuẩn bị được thu hoạch lứa đầu tiên. Dự tính vụ đầu tiên, sản lượng thu được gần 4 tấn. Trừ chi phí, gia đình anh lãi hơn 30 triệu đồng. Với mô hình này, kinh phí từ việc cải tạo đất đồi, cây giống, chi phí chăm sóc, gia đình anh đều thực hiện từ nguồn hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp từ quỹ hỗ trợ nông dân. Được cái là cái điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng khí hậu ở đây thì rất là phù hợp với lại cây có múi này. Thì với lại trong quá trình mình làm thì cũng tìm tòi học hỏi, rồi là tham gia các lớp tập huấn của hội nông dân tổ chức. Thì cũng có thêm những cái kỹ thuật để mà chăm sóc cây phát triển tốt. Anh Tô chỉ là một trong số nhiều nông dân ở xã Quang Thuận được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân mà địa phương này đang triển khai. Thông qua hoạt động vay vốn, các hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, chuyển đổi nhận thức từ sản xuất quảng canh nhỏ lẻ, manh mún, tự phát sang thâm canh, liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác. Đến nay, xã Quang Thuận đã có gần 5 dự án phát triển kinh tế cho người dân với nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Hàng chục mô hình phát triển cây có múi ở địa phương này đã được hình thành từ những diện tích đất đồi để hoang, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Cơ bản là các mô hình nó tập trung, cho nên là chúng tôi đã thực hiện và triển khai. Sau đó cũng là để cho các hội viên đăng ký, sau đó mình khảo sát các cái diện tích đất của bà con rồi cái việc mà hiện tại đang là chăm sóc như thế nào, sau đó là mới lập dự án. Người dân khi tham gia sản xuất được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân Bắc Cạn tối đa là 50 triệu đồng và nguồn vốn của huyện tối đa 30 triệu đồng với lãi suất 0,5% trên một năm.
Để chính sách này hiệu quả, người dân khi vay vốn được các đơn vị chuyên môn thẩm định, đánh giá mô hình, diện tích canh tác đủ điều kiện mới triển khai nguồn vốn. Hiện nay là hướng tới là cho các cái tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác xã là hướng cho các cái thành viên đó vay. Để có sau này đặc biệt là có những cái sản phẩm, để sau này có những cái chuỗi sản phẩm là hướng tới là mong muốn là như thế. Cùng với việc giúp người dân tiếp cận nguồn vốn, tỉnh Bắc Cạn còn tuyên truyền, giúp đỡ người dân về kỹ thuật canh tác, tìm kiếm thị trường và ổn định đầu ra. Trong đó chú trọng xây dựng liên kết, thành lập các tổ hợp tác xã trong sản xuất, hướng tới sản xuất theo chuỗi giá trị.